các bạn, mình đang có mặt tại Vida địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn thấy ở đây mình có một cái chiếc máy chiếu của Vinquy với cái mã sản phẩm là MS524. Thì ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành giới thiệu cho các bạn cái chiếc máy chiếu này. Thì đây là một trong những dòng sản phẩm máy chiếu phổ thông hay gọi là máy chiếu giá rẻ được Vinquy tung ra thị trường với cái mức giá khá là hấp dẫn. Rồi, đầu tiên về mặt thiết kế thì cái chiếc máy chiếu Vinquy MS524 này có thiết kế khá là giống với cái dòng sản phẩm Vinquy MX525 mà mình đã giới thiệu đến các bạn ở cái video clip trước đây. Bao bọc bên ngoài nó là một cái lớp vỏ nhựa khá là chất lượng, màu trắng sữa, vô cùng sang trọng và nó bọc ở đây. Mặt trước là nơi bố trí của cái cụm đèn chiếu, của một cái con mắt để nhận tín hiệu điều khiển từ đèn MOS, một cái logo của Vinquy cũng như là những cái khe tản nhiệt cùng một cái quạt tản nhiệt được bố trí trực tiếp ở bên trong này để giúp tạo cái sự thông thoáng và mát mẻ cho những cái thành phần linh kiện bên trong cũng như là cái bóng đèn chiếu này ở đây. Đó. Ở hai cạnh bên của cái chiếc máy chiếu Vinquy MS524 này cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ những cái khe tản nhiệt được bố trí thêm ở đây là góp phần tạo sự thông thoáng kết hợp với cái quạt tản nhiệt để hỗ trợ sự tản nhiệt cũng như là sự hoạt động bền bỉ của các thành phần linh kiện bên trong. Ở cái mặt sau của cái chiếc máy chiếu Vinquy MS524 này là nơi bố trí những cái cổng kết nối chính. Ở đây chúng ta có thể thấy là một cái cổng RS232, một cái cổng monitor out, hai cổng computer in cũng như là những cái cổng video và đặc biệt là một cái cổng HDMI ở đây. Và ra chúng ta còn có thêm hai cổng audio, một in và một out, và cuối cùng đó là cái cổng nguồn để gắn dây nguồn và cấp nguồn cho cái chiếc máy chiếu này hoạt động. Đó. Mặt trên của cái chiếc máy chiếu Vinquy MS524 này cũng không gì đặc biệt. Nó là nơi bố trí của cái cụm nút điều khiển, cụm nút khởi động, đó, một cái logo của Vinquy, cũng như là cái nơi bạn có thể điều chỉnh độ zoom cũng như là độ focus cho cái hình ảnh khi trình chiếu trên màn chiếu bằng cái chiếc máy chiếu Vinquy MS524 này. Để điều chỉnh độ focus thì bạn lăn cái vòng này, và để điều chỉnh cái độ zoom thì chúng ta sử dụng cái gạt ở đây. Rồi, dễ dàng nó có cái phần chú thích đây và chúng ta dễ dàng có thể sử dụng. Đó. Mặt dưới của cái chiếc máy chiếu Vinquy MS524 này là những cái chân chống trượt cũng như là một cái chân để giúp nâng hạ cái phần đầu của cái chiếc máy chiếu. Thì mình xin nói sơ qua về một vài những cái đặc điểm kỹ thuật của cái chiếc máy chiếu Vinquy MS524 này. Thì đây là cái dòng máy chiếu SVGA được sản xuất trên công nghệ DLB, hỗ trợ cổng HDMI như bạn thấy những cái thông tin ở đây. Đó, thì cái bóng đèn chiếu của cái chiếc máy chiếu Vinquy MS524 này có cường độ sáng lên đến 3200 ANS Alumen với cái tỷ lệ độ tương phản lên đến 13.000:1. Thì theo nhà sản xuất, cái chiếc bóng đèn chiếu này của cái chiếc máy chiếu Vinquy MS524 này có thời gian có tuổi thọ sử dụng lên đến là hơn 10.000 giờ chiếu, vô cùng là ấn tượng. Thì trên cái chiếc máy chiếu Vinquy MS524 này còn được trang bị rất nhiều công nghệ, chẳng hạn như là cái công nghệ Brilliant Color. Thì đây là cái công nghệ giúp cho cái hình ảnh trình chiếu trên màn chiếu của cái chiếc máy chiếu này có cái màu sắc trung thực cũng như là sống động hơn. Đó. Ngoài ra thì còn có thêm một cái công nghệ nữa là cái công nghệ Smart Eco. Thì đây là cái công nghệ giúp cho cái chiếc máy chiếu chúng ta có thể tiết kiệm được điện năng tiêu thụ lên đến 70%. Đó. Thì khi mua một cái chiếc máy chiếu Vinquy MS524 này thì bạn còn nhận được những cái thành phần phụ kiện đi kèm, chẳng hạn như là một cái cáp Vega 2 đầu, một cái dây nguồn để cấp nguồn cho cái chiếc máy chiếu hoạt động, một cái chiếc đồng remote khá là nhỏ gọn ở đây với đầy đủ những cái nút chức năng giúp người sử dụng có thể điều khiển được cái chiếc máy chiếu một cách tốt nhất. Và sử dụng 2 pin 3A, màu thì tông xịt tông với cái chiếc máy chiếu. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái sách hướng dẫn sử dụng, một cái đĩa driver cũng như là một cái cặp pin 3A nhỏ nhỏ ở đây để chúng ta có thể thay đổi cho remote. Thì đây là một trong những cái dòng máy chiếu nhỏ gọn với cái mức giá khá là hợp lý. Nó thích hợp cho việc giải trí xem phim hay là cho những cái buổi seminar trong lớp học, những cái buổi hội họp tại công ty với cái mức giá khá là tốt. Thì đây là một trong những cái chiếc máy chiếu đang được bán khá là chạy trên thị trường hiện nay. Thì thông tin chi tiết hơn về cái chiếc máy chiếu Vinquy MS524 này, bạn có thể liên hệ với Vida qua cái số hotline 0902799186 hoặc có thể đến trực tiếp Vida tại hai địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10 hoặc 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được các chuyên viên của Vida tư vấn cũng như là giải thích một cách tận tình nhất. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau. Chào các bạn.